nửa cân tôm kia nhá. Milo ơi, Milo à, Milo ơi, Milo, đi mua gì đấy? Milo em ạ, hả? Milo đi mua gì ấy? Lấy một cân gì ạ? À? Cháu đang lấy đồ này về làm đi chơi. Về làm pizza. Đi đâu đấy? À, hàng tạp. Đi mua đồ làm pizza. Thế à? Cái gì đấy? Milo đi đâu đấy? Đấy, xem con này, con gì đấy nhỉ? À, con tôm đấy, bác xem. Ở nhà không biết bà Nhóm Tiến nhìn đi, ở nhà con ngỗng bỏ con ngỗng. À, thế cá vàng, Nhóm Tiến bỏ cá vàng. Bà Nhóm Tiến thì đủ thứ. Con gì nhỉ? Thì bóc riêng em cái đầu mấy cái vỏ ra để về em nấu cháo cho chó. Con gì? Bà Hậu còn sườn không? Bà đi chợ bà? Dạ vâng. Pizza hôm nay ngon thật. Tôm, mực, ngao. Ỉn đi đâu đây? 230 cả. Chiều nó tận chỗ em ấy. Hôm nay nhìn lớn. Có đây. Lâu con nhớ gì đâu. Bây giờ đến tiểu học lại gặp chị Hằng Nga đúng không? Nhà Nga lại chửi ra giấy ạ. Hôm nay được đầu con mà kiếm tiếp. Em lớp 5 tuổi. Dã man một. Ôi mẹ đang đợi lấy đồ đây. Mẹ lại còn buồn cười.
Cái ngao kia nó có bị sạn nhiều không chị? Không sạn đâu chị. Không phải là bị ngất đúng không? Ngô ngọt hay ngô nếp kia? Kia nó ngọt kìa. Thế là nó bé rồi. Đây là vừa mua thì thật béo là. Ba tiền lắm. 5.000. Đấu đầu. Mực á? Mực ngon như thế kia. Ăn miếng lẩu là ngon lắm. Ừ. Tôm ngon như thế này mà không ăn. Mực ăn tôm nhỉ? Này tôm ngon lắm. Thực ra tôm với mực chị thích ăn nhất. Đấy mực à? Nó giòn nè. Em không biết làm đâu. Thôi rồi về làm sạch xong rồi về cứ thế nhúng thôi làm như thế đó. Đập nhiều gừng vào. Chưa có gì. Này gừng này. Nên kia mua nhìn thấy gừng ngon quá mua. Ăn cái gừng non này mình ăn được cả gừng mới ngon. Chưa có gì. Sốt hết cả ruột nhưng mà những cái thịt nó ngon nhỉ. Biển mềm mềm kia à? Cái gì nhỉ? Cá gì chị? Cá mà lát lát. Cá khúc ấy á? Có kìa. Đâu? Mua gì mà lượn lờ. Mùa này hết mùa ếch rồi. Quả vẫn có. Thế không? Nhưng mà nó kiểu cuối mùa ấy. Đúng, bây giờ thì còn ếch mua thôi, làm gì còn ếch đồng nữa. Lâu lắm rồi đây. Lâu lắm rồi đây. Con chết rồi đây. Kiếp quá. Nỉ non quá. Buồn nôn lắm rồi. Làm gì mà buồn nôn? Ai bà. Bỏ bát rồi bẩn. Tại vì ốm thôi. Ốm rồi chẳng buồn nôn. Ốm rồi ăn kem. Lâu thế. Con này sau này mà đi mua hàng chắc người ta chạy mất dép. Nhìn mày người ta phải đóng cửa không bán nữa. Nè con có lâu mới đi mua. Khách hàng khó tính nhất. Cút. Về. Không ai giữ. Mực ngon. Mực hôm nay nhìn ngon mà. May thế đúng không? Mình đi mua đồ về làm pizza này cả đồ ngon. Em lâu lắm thì em có mua đâu. Em chỉ thích mua đồ tươi thôi. Đấy. Cái mực bé kia làm ao trời cũng mà chết lỗ. Nó chẳng thái ra nó to vào là bé tí như là cái móng tay. Ở đây là pizza có mực à? Chưa cô ạ. Vâng, pizza hải sản thì làm đây. À, pizza hải sản. Vâng.